Xin chào quý bà con cùng các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu và chia sẻ cùng quý bà con cùng các bạn là với một cái bệnh thường hay xảy ra đối với lợn con, đó là bệnh cầu trùng ở lợn con. Sau đây xin mời quý bà con cùng theo dõi phần chia sẻ của tôi. Đó là một bệnh cầu trùng lợn con. Đây là bệnh rất là quen thuộc với những người chăn nuôi lợn nái. Vậy bệnh cầu trùng lợn con nó thường hay xảy ra như thế nào? Sau đây xin mời quý bà con chúng ta cùng theo dõi. Đối với bệnh cầu trùng lợn con là do đơn bào gây ra, thường gặp ở lợn con theo mẹ, đặc biệt là lợn dưới 2 tuần tuổi. Bệnh thường mắc vào mùa xuân và khi chuồng trại ẩm ướt và mưa phùn. Đây là những cái đặc điểm chính đối với lợn con. Và tiếp theo về triệu chứng của cái bệnh này là tiêu chảy lợn con ỉa màu phân vàng, phân trắng và phân xám, phần lẫn máu hoặc có thể vón cục, lổn nhổn, lẫn nước. Lợn ủ rũ kém ăn, lông xù và sốt nhanh. Lợn mắc bệnh cầu trùng tỷ lệ chết thấp, khoảng 20%, nhưng tỷ lệ thiệt hại về kinh tế khi ghép với các bệnh khác thì tỷ lệ chết tăng hơn. Đây là những cái triệu chứng của bệnh cầu trùng của lợn con. Và đây là hình ảnh quý bà con cùng các bạn ta có thể nhìn thấy. À, phần hậu môn, đây là con lợn con là phân vàng, đang có hiện tượng phân vàng. Và tiếp theo chúng ta quan sát ở nền chuồng, đây là những con lợn con đang tiêu chảy màu phân vàng hoặc phân màu xám, có những trường hợp có cả phân lợn máu. Vậy thì trước hết là chúng ta chú trọng về cái việc vệ sinh chuồng trại và thức ăn nước uống. Thứ hai là chúng ta định kỳ sát trùng chuồng trại bằng các dạng như iodin và một số loại khử trùng khác an toàn cho giai đoạn cho con lợn con. Đặc biệt là chúng ta nên sử dụng iodin để vừa sát trùng không gây ảnh hưởng sức khỏe cho lợn con cũng như lợn nái. Và chúng ta phòng bệnh bằng thuốc phai cốc 5% cho uống với 1 ml cho 2,5 kg thể trọng, và dùng một liều duy nhất có tác dụng phòng bệnh cầu trùng suốt đời. Đây là một cái loại thuốc rất là tuyệt vời khi mà đưa vào sử dụng cho cầu trùng. Đó là chúng ta phòng bệnh bằng hai cách, là sát trùng chuồng trại và kết hợp là dùng thuốc phai cốc. Chúng ta sẽ cho lợn uống ở ngày thứ 3. Khi lợn mà mắc bệnh cầu trùng thì chúng ta sẽ làm gì? Trước hết chúng ta sẽ thấy hiện tượng ỉa chảy này, kém ăn này, lông xù này, gầy yếu, và dùng kháng sinh thông thường điều trị không khỏi. Chúng ta sẽ phải đặt cái câu hỏi ra là gì? Tại sao mà sử dụng kháng sinh không khỏi? Vì đối với cầu trùng nó không giống như là do một cái ký chủ đơn bào gây ra và không phải là vi khuẩn. Chính vì vậy chúng ta sử dụng kháng sinh không có tác dụng. Khi chúng ta sử dụng kháng sinh không hiệu quả thì tiếp theo chúng ta sẽ làm nhớ phải sử dụng đúng loại thuốc, đó là phai cốc. Đây là một loại thuốc sử dụng giúp cho lợn con rất là mau phục hồi. Ở trong phai cốc này thành phần chính là totraruzin 5%. Đây là hoạt chất chính ở trong thành phần của thuốc. Và đây là thuốc đặc hiệu chỉ dùng một lần duy nhất để phòng bệnh cầu trùng. Như vậy chúng ta đã có gì? Có cái thuốc để phòng cầu trùng ở cái độ tuổi 3 ngày. Lưu ý, quý bà con lưu ý cho tôi, sử dụng trong ngày thứ 3 cho lợn con uống. Có thể kết hợp cả tiêm sát luôn. Thì đây là loại phai cốc 5% là thuốc đặc trị về cầu trùng ở lợn con. Như vậy trong quá trình điều trị cho toàn đàn lợn con, cả những con chưa bị triệu chứng tiêu chảy hoặc là không tiêu chảy đều cho uống. Chúng ta lưu ý với cái liều lượng là mỗi một con thì một liều duy nhất là 1 ml trên 2,5 kg thể trọng. Trường hợp lợn tiêu chảy nặng lẫn máu cần kết hợp với các cái loại thuốc trợ lực giúp lợn nhanh phục hồi như glucocac hoặc B-complex và điện giải B-complex. Chúng ta có thể cho uống thêm. Vừa rồi quý bà con của các bạn đã theo dõi cái phần chia sẻ thông tin cũng như nội dung về cái
biểu hiện về triệu chứng của bệnh cầu trùng ở lợn con, cũng như cách phòng và cách trị bệnh ở lợn con. Hy vọng thông qua video này sẽ giúp cho quý bà con của chúng ta chăn nuôi xử lý được cái bệnh cầu trùng lợn con có hiệu quả. Và quý bà con có bất kể câu hỏi cũng như thắc mắc về vấn đề về chăn nuôi cũng như thú y, vui lòng gửi thông tin cho tôi sẽ giúp cho quý bà con để nắm được những cái kỹ thuật cũng như là cái kinh nghiệm của tôi để giúp cho chúng ta chăn nuôi được tốt hơn. Và đừng quên đăng ký vào kênh của tôi và để nhận được cái video mới hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bà con cùng các bạn.